Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, dịch vụ hoa tiêu hàng hải đã dẫn dắt 10.195 lượt tàu vào cảng an toàn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có hơn 400 lượt tàu container có trọng tải trên 100.000 deadweight vào cụm cảng Cái Mép Thị Vải, đưa lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 62,6 triệu tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Nhằm duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án bố trí hoa tiêu dẫn tàu phù hợp, đồng thời xây dựng phương án trong trường hợp đơn vị có cán bộ hoa tiêu bị nhiễm hoặc phải cách ly do dịch, tăng cường sự phối hợp giữa các hoa tiêu trong trường hợp khẩn cấp, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để hoa tiêu được đi làm nhiệm vụ dẫn dắt tàu khi tỉnh, thành phố thực hiện cách ly, phong tỏa.